Đạo Phật là một trong những đạo giáo cổ xưa nhất trên thế giới. Đạo Phật vừa là một tôn giáo, vừa là một hệ thống triết lý, và việc thấu hiểu các triết lý này có thể giúp bạn thoát khỏi khổ đau. Ngày nay trên thế giới có khoảng hơn 350 triệu tín đồ Phật giáo. Rất nhiều người cảm thấy bị thu hút bởi tôn giáo có khả năng cho họ sức mạnh tâm linh này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 7 kỳ quan của thế giới Phật giáo. 7 kỳ quan này sẽ cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử lâu đời của Đạo Phật. Và tại mỗi địa điểm, tôi cũng sẽ gặp gỡ những tín đồ Phật giáo, những người có thể giúp chúng ta hiểu thêm về những khía cạnh khác nhau của Đạo Phật. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc và sự phát triển của Đạo Phật, cũng như những công trình ấn tượng nhất được xây dựng bởi các tín đồ Đạo Phật trên toàn thế giới. Tôi cũng sẽ cố gắng tìm hiểu về lý do đạo giáo này có thể gắn bó với cuộc sống của rất nhiều người dân trên toàn thế giới suốt 2.500 năm qua. Số lượng các tín đồ theo Đạo Phật không ngừng tăng lên mỗi năm, và chúng ta sẽ cùng tìm cách lý giải hiện tượng này khi đến thăm 7 kỳ quan thời cổ đại cũng như hiện đại của thế giới Phật giáo. Bảy kỳ quan của thế giới Phật giáo, phần 1. Đây là miền đông bắc của đất nước Ấn Độ, nơi Đạo Phật đã bắt đầu được hình thành 500 năm trước khi Đạo Thiên Chúa ra đời. Hàng triệu tín đồ đã hành hương về đất nước này, về thành phố Bodh Gaya thần thánh, để thăm lại một nơi Hoàng tử Ấn Độ đã trải qua một quá trình biến thân kỳ diệu để trở thành Đức Phật. Tôi đã nghiên cứu về giai đoạn lịch sử mà Đức Phật sinh sống trong suốt 20 năm qua, và tôi cảm thấy rất thích thú, vì giai đoạn này đánh dấu rất nhiều bước chuyển biến. Đó là thời kỳ mà những người như Đức Phật hay Socrates ở Hy Lạp cổ đại thay đổi toàn bộ hệ thống tín điều của thế giới. Thay vì tập trung vào các quy ước, các nghi lễ truyền thống, họ tập trung giải quyết các vấn đề về đạo đức và đời sống tâm linh của con người. Tôi cảm thấy rất hào hứng khi được tìm hiểu về Đạo Phật, vì với hơn 2.500 năm lịch sử, Phật giáo có thể được coi như chiếc cầu nối liền quá khứ và hiện tại. Đây là ngôi đền Mahabodhi, ngôi đền giác ngộ nằm ở thành phố Bodh Gaya thuộc phía đông bắc Ấn Độ, kỳ quan đầu tiên của thế giới Phật giáo. Lý do Bodh Gaya được xây dựng là vì 2.500 năm trước, một người đàn ông đã trải qua quá trình giác ngộ nội tại sau khi ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề. Một khởi đầu hết sức tĩnh lặng và bình dị cho một công trình ấn tượng như thế này. Người đàn ông đó có tên Siddhartha Gautama, người đã dũng cảm từ bỏ quyền thế và gia đình để dấn thân vào cuộc hành trình nhằm tìm hiểu về những khổ ải con người phải trải qua, cấu thành từ sự thất vọng, đau khổ và thiếu thốn mà Ngài đã được chứng kiến. Đây là một hành trình đầy gian nan. Siddhartha đã từ bỏ tất cả những cám dỗ của thế giới vật chất để ngồi thiền liên tiếp trong nhiều tuần lễ. Ông đã đi ngược lại với thực tế, vốn đã tồn tại hàng ngàn năm ở đất nước bị chi phối bởi các vị thần cổ xưa này. Cuối cùng, ông đã lên được cõi Niết Bàn. Sau một quá trình chúng ta vẫn thường gọi là giác ngộ và trở thành Đức Phật, hay còn gọi là Đức Giác Ngộ. Theo những ghi chép của Đạo Phật, Đức Phật bằng sự kiên định của mình đã ngồi thiền tại đây đến khi Ngài tìm được câu trả lời cho sự thống khổ của nhân gian. 2.500 năm trước, chính tại nơi đây, vào một đêm mùa xuân ấm áp, Đức Phật đã đến đây tọa thiền.
Tôi nghe nói suốt đêm Ngài luôn bị các thế lực xấu xa phá rối. Nhưng khi mà trời bắt đầu ló dạng ở phía đông, Ngài đã giác ngộ. Đền Bodhgaya là thánh đường của đạo Phật. Theo lời các tín đồ Phật giáo, đó là nơi Đức Phật đã giác ngộ. Và cho đến tận ngày nay, cây Bồ đề đó, hoặc cũng có thể là con cháu của nó, vẫn trụ vững tại nơi này. Chính vì vậy, rất nhiều Phật tử tìm đến đây nhằm tưởng nhớ quá trình giác ngộ, quá trình khám phá bản chất vũ trụ của Đức Phật. Và nói theo tấm gương của Đức Phật, rất nhiều Phật tử đã tìm đến đây từ hơn 90 quốc gia nơi đạo Phật đang phát triển trên toàn thế giới. Bodhgaya là một trong những thánh đường của Phật giáo. Nơi đây có thể được coi như một thỏi nam châm thu hút Phật tử từ khắp các châu lục trên toàn thế giới. Đây có thể được coi là nơi khởi đầu của Phật giáo. Tôi không phải một tín đồ của đạo Phật, nhưng nếu bạn hỏi bất cứ ai theo đạo Phật, họ sẽ cho bạn biết môn triết học này rất khó giảng bài, và cách tốt nhất để hiểu được nó là tự mình chiêm nghiệm. Cùng với việc chiêm nghiệm đạo Phật, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu những điểm trọng tâm của những triết lý có vẻ như quá phức tạp này. Tôi sẽ bắt đầu với ba nguyên tắc cốt yếu nhất của đạo Phật. Tôi được biết đến với cái tên Tam Bảo. Đầu tiên là cuộc đời của chính Đức Phật. Tất cả các Phật tử đều được khuyến khích học tập theo cách sống của Đức Phật. Điểm quan trọng nhất trong các giáo lý của đạo Phật, cũng là điểm phân biệt đạo Phật với các đạo giáo khác, là việc đạo Phật cho rằng mỗi con người chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình và phải tự cứu độ lấy chính mình. Không ai khác có thể làm thay chúng ta việc này. Đức Phật không tự coi mình là thần thánh, cũng không tự cho mình là một vị cứu tinh. Ngài chỉ tự coi mình như một người dẫn đường, một người thầy. Thông điệp của Ngài được gửi đến với mọi tầng lớp dân chúng trong xã hội Ấn Độ, từ thương gia, nông dân đến giai cấp nô lệ. Trong quá trình giác ngộ tâm linh, Đức Phật đã từ chối sử dụng một số phương pháp thường dùng trong đạo Hindu, cũng như những triết lý và đức tin của đạo giáo này. Ngài phê phán địa vị của tầng lớp Bà La Môn hay thần thánh, địa vị được coi là tối thượng trong xã hội thời bấy giờ, và tự đặt mình ra ngoài hệ thống phân cấp đó. Trong những năm tiếp theo, Đức Phật đã du du qua các khu rừng, các cánh đồng trồng xoài, các ngôi làng trên khắp đất nước. Những người hiếu đạo sẽ mang thức ăn, quần áo đến cho Ngài cùng các đệ tử của Ngài. Và đổi lại, Đức Phật khuyến khích họ xác định lại mục đích, lối sống và thiết lập lại nền tảng đạo đức của mình. Dù Đức Phật không tự tạo dựng nên hệ thống đền thờ, chùa chiền cho riêng mình, nhưng qua thời gian, những địa điểm quan trọng Ngài đã từng đi qua đã dần dần trở thành những nơi thờ tự. Trước đây, Bodhgaya chỉ là một điện thờ nhỏ được giới hạn bởi một lan can đá vào khoảng 200 năm sau khi Đức Phật qua đời. Nhưng đến thế kỷ thứ 6 sau công nguyên, một ngôi đền hùng vĩ, đền Mahabodhi đã được dựng nên tại nơi này. Khoảng 400 năm sau khi ngôi đền đầu tiên được xây dựng ở đây để tưởng niệm gốc cây Bồ đề, nó được thay thế bởi kiến trúc chùa này để thể hiện sự tôn kính với hình tượng Đức Phật. Ngôi đền Mahabodhi thể hiện sự quan trọng của các đền đài Phật giáo. Ý tưởng xây dựng đền chùa để thờ phụng tượng thánh được bắt đầu ngay tại nơi đây. Sau khi phát triển qua nhiều thế kỷ, Phật giáo đã dần dần phát triển với nhiều khía cạnh tôn giáo hơn, với sự xuất hiện của các đền chùa, khách hành hương và sự phân cấp tín ngưỡng. Có thể bạn sẽ nhầm lẫn khi cho rằng đạo Phật là một trong những đạo giáo được xây dựng dựa trên sự tin tưởng vào thần thánh, nhưng không phải như vậy.
bằng việc tập trung nhấn mạnh vào hệ thống tư tưởng đạo đức cá nhân và vỡ các quy ước truyền thống. Đức Phật là một trong những người đã góp phần tạo nên thế giới hiện đại ngày nay. Dù Ngài chưa từng phủ nhận sự tồn tại của Thần Thánh, nhưng Ngài luôn cho rằng chúng ta không nhất thiết phải dựa vào Thần Thánh để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Theo những ghi chép của Đạo Phật, sau khi đưa ra một cách nhìn nhận hoàn toàn mới về thế giới, Đức Phật đã qua đời ở tuổi 84. Thi thể Ngài được hỏa táng, nhưng xương cốt Ngài vẫn còn. Xương cốt của Ngài được phân phát cho các bộ lạc, các vương quốc khác nhau, những người đang muốn tôn vinh người sáng lập đạo giáo này bằng cách xây dựng đền đài, bảo tháp để lưu giữ những gì còn sót lại của người. Kathmandu, thủ đô của Nepal, là nơi bảo tháp Bodhanath, kỳ quan thứ hai của thế giới Phật giáo được xây dựng. Lần đầu là vào thế kỷ thứ 5 hoặc 6 sau Công nguyên và đã trải qua vài lần trùng tu trước khi trở thành ngôi bảo tháp khổng lồ như thế này vào thế kỷ 14. Đây là bảo tháp lớn nhất trong khu vực tiểu lục địa Ấn Độ và là thánh địa của hàng ngàn Phật tử đến từ khắp năm châu. Tại tháp Bodhanath, tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn về tam bảo của Đạo Phật. Theo các tín đồ Phật giáo, Đạo Phật được tạo thành từ ba cơ sở mà họ gọi là tam bảo. Ba cơ sở này có quan hệ rất mật thiết với nhau. Tầng cơ sở đầu tiên chính là Đức Phật, người sáng lập ra Phật giáo. Thứ hai là Tăng, những người xuất gia. Và thứ ba là Pháp, những lời dạy và giáo lý của Đạo Phật. Nói cách khác, đó là những khám phá của Đức Phật, là những chân lý. Khi tham quan bảo tháp này, bạn sẽ có cảm giác mình đang được dõi theo bởi cặp mắt thần thông của Đức Phật. Nét cong giữa gương mặt Ngài không phải phần mũi, mà là ký tự thể hiện số 1 trong tiếng Phạn, thể hiện sự hợp nhất trong niềm tin vào Phật giáo. Và sẽ không thấy hình ảnh nào tượng trưng cho đôi tai của Đức Phật, và có một lý do rất đặc biệt để giải thích chuyện này. Theo lời các tín đồ Đạo Phật, Đức Phật không bao giờ muốn nghe thấy người đời ca ngợi mình. Và đó cũng là một trong những nét độc đáo của Đạo Phật. Đây là một tôn giáo không có đối tượng nắm quyền lực tối cao. Thay vào đó, chỉ có một tôn chỉ cho rằng con người là chủ nhân của chính mình và chỉ có họ mới có quyền quyết định số phận của mình. Họ không phải những người vô thần vì họ vẫn tin vào sự tồn tại của Thần Thánh. Họ chỉ không tin rằng những vị thần đó là người điều khiển vũ trụ. Và vì vậy, họ không thể cứu rỗi chúng ta khỏi khổ đau. Chính họ cũng cần sự cứu rỗi khỏi những sự đau khổ khi họ chấm dứt thời kỳ làm thần thánh và trở thành những chúng sinh mẫn cảm với khổ đau. Trong số rất nhiều người đã tìm đến bảo tháp Bodhanath được thể hiện làm thành đối với Đức Phật, có Ani Choying, một ni cô nổi tiếng khắp Nepal nhờ giọng hát ngọt ngào của mình. Cô ấy thường được biết đến như một nữ tu ca sĩ. Chúng tôi coi đây là một thánh địa linh thiêng và chúng tôi tin rằng các hạt xá lợi của Đức Phật đều ở trong tòa tháp này. It holds a very special religious spot. And every people who nó giữ một vị trí rất đặc biệt trong đời sống tâm linh của chúng tôi. Những người tìm đến đây thường đọc kinh và chuyên tâm thiền định. Họ lễ lạy rất nhiều để giữ cho tâm hồn thanh thản, ý niệm trong sạch và tụng kinh, cầu nguyện để cố gắng giữ sự oai nghiêm. Đây cũng là địa điểm đã được ban phước. Ani đến từ Tây Tạng. Hàng ngàn Phật tử Tây Tạng hiện đang sống tị nạn tại Nepal. Phật giáo Tây Tạng và Nepal đều có những điểm đặc biệt riêng. Tính linh hoạt và đa dạng luôn là một trong những điểm mạnh của Phật giáo. Chính Đức Phật cũng đã cho rằng không nên chỉ có một ngôn ngữ Phật giáo duy nhất.
Thay vào đó, những biến đổi để phù hợp với hoàn cảnh dựa trên nền tảng giáo lý của Đức Phật luôn được khuyến khích. Rất nhiều người ở đây luôn sẵn sàng kể cho các bạn nghe về chuyện những mảnh xương xá lợi của Đức Phật đang được chôn sâu trong bảo tháp. Tôi không chắc chúng ta có thể chứng minh điều đó, nhưng chắc chắn đây là tòa tháp lớn nhất của Nepal và là một trong những tòa tháp lớn nhất trên toàn thế giới. Nó rất hùng vĩ. Nhưng ý nghĩa thực sự của ngọn tháp này không nằm ở vẻ bề ngoài mà đến từ giá trị mà nó biểu trưng. Mục đích của những người xây dựng tòa tháp này là hiện thực hóa trí tuệ của Đức Phật. Giá trị biểu tượng của tòa tháp rất đặc biệt vì nó được xây dựng theo những hình dáng đặc biệt để biểu trưng cho các yếu tố nước, lửa, gió và không gian. Họ biểu thị những yếu tố này bằng những hình dáng đặc biệt và điều đó cho thấy Đức Phật cho rằng vũ trụ là môi trường lý tưởng để giúp con người thoát khỏi khổ đau. Đức Phật đã thu hút được đến bên Ngài những đệ tử có chung nhận thức và mục đích với Ngài. Và dần dần, nhóm người này đã hình thành nên một cộng đồng chính thức được đặt tên theo các hội đồng trí tộc cổ xưa. Tăng đoàn. Tăng đoàn bao gồm những người xuất gia cả nam và nữ là một trong tam bảo của đạo Phật. Tôi đã được cùng trải nghiệm giờ hành lễ trang nghiêm cùng với những vị tăng. Tại Bodhanath, mỗi buổi sáng, khi bình minh vừa lên, các vị tăng thuộc mọi lứa tuổi đều tập hợp lại đây để thực hiện nghi lễ đầu tiên trong ngày. Tăng đoàn là một trong những tổ chức tâm linh tồn tại lâu đời nhất trên thế giới. Họ đang tụng kinh Tara Puja, một bài kinh có khả năng giúp họ thoát khỏi khổ đau. Đặc biệt, Tara được coi là hóa thân nữ của trí tuệ Đức Phật, và chính vì vậy, đây được coi là một bài kinh nhiệm màu. Trí tuệ ở đây không còn là một khái niệm trừu tượng nữa, nó là một loại ý niệm có thể chữa lành mọi tổn thương hơn bất cứ loại thuốc nào. Tăng đoàn bao gồm cả nữ giới và được thiết lập để tạo điều kiện cho những người mộ đạo có cơ hội tìm hiểu và học tập Phật Pháp trong một môi trường khép kín, cho phép họ tập trung vào việc nghiên cứu đạo Pháp mà không bị làm phiền bởi những phiền não của đời sống trần tục. Chỉ cách Kathmandu vài cây số, Annie, nữ tu sĩ giỏi ca hát, đang trở về với tu viện của mình. Hôm nay là ngày diễn ra lễ quy y cho các bé gái từ 10 tuổi trở lên, lứa tuổi mà cả nam lẫn nữ đều có thể bắt đầu cuộc sống nơi cửa Phật. Những bé gái ở đây hầu như đều đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và đặc biệt hơn nữa, cha của chúng thường rất vô tâm. Họ thường xuyên say trong men rượu và đối xử rất tàn tệ với con cái. Họ không đánh giá cao việc đưa con cái tới trường, nên tôi cố gắng đưa chúng tới đây và giúp đỡ chúng bằng mọi cách có thể. Đã từng có những bất đồng về việc cho phép phụ nữ tham gia vào tăng đoàn. Đức Phật cho phép phụ nữ trở thành các ni cô và cống hiến toàn bộ cuộc đời họ cho sự phát triển của đạo Phật. Cũng như các nhà sư, ni cô phải sống cuộc đời thanh tịnh, không được phạm giới. Vì họ cũng là một trong tam bảo của nhà Phật. Họ không chỉ là những người theo đạo, mà còn là hiện thân cho hệ thống tín điều của nhà Phật. Như vậy, chúng ta đã cùng tìm hiểu hai trong ba bảo vật của Phật giáo, tăng đoàn và cuộc đời của chính Đức Phật. Nhưng còn bảo vật thứ ba,
những lời giảng dạy, những giáo lý của Đạo Phật thì sao? Cô có thể giúp tôi tìm hiểu đôi chút về Pháp được không? Theo cô, Pháp là gì? Theo những gì tôi được biết, Pháp là làm những việc bạn nên làm vì lợi ích của toàn thể chúng sinh. Không phương hạ đến bất cứ ai và làm lợi cho tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân bạn. Pháp là sự thanh tịnh của tâm hồn, là sự bình yên, sự an lạc cho tất cả mọi người. Có cách đặc biệt nào để tiếp cận Pháp không? Có nguyên tắc hay luật lệ nào các cô phải tuân theo không? Chúng tôi được dạy về những gì có thể gây ra đau khổ và cách để tránh gây ra đau khổ cho chính mình và mọi người. Và khi làm theo những lời dạy này, tôi nghĩ chúng ta đã có thể góp phần tạo nên sự bình yên cho chính mình, cũng như cho mọi người. Và tôi nghĩ đó chính là Pháp. Trong thế giới Phật giáo, Pháp được coi là những giáo lý được Đức Phật khám phá trong quá trình giác ngộ. Nhiệm vụ của Pháp là giúp con người thoát khỏi bể đau, và chính vì vậy, Đức Phật đã dùng từ này để diễn tả những gì có thể giúp chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Khi đến Nepal, tôi đã ngay lập tức nhận ra hai trong ba bảo vật của Đạo Phật. Bảo vật thứ nhất chính là bản thân Đức Phật, người được tôn thờ ở khắp mọi nơi. Và bảo vật thứ hai là tăng đoàn, những người chúng ta có thể rất dễ dàng tìm thấy trên các đường phố Kathmandu. Nhưng rất khó để có thể hiểu rõ về bảo vật thứ ba, Pháp, hệ thống tín điều, triết lý, giáo lý của Đạo Phật. Có lẽ mong muốn tìm ra định nghĩa duy nhất cho một khái niệm rộng lớn như thế này là điều không tưởng. Đức Phật đã từng nói rằng đạo Pháp như muối trong đại dương và nó sẽ chỉ có một vị mặn duy nhất dù là ở nơi nào trên thế giới. Đức Phật đã ngầm ám chỉ rằng đạo Pháp chỉ có thể được cảm nhận theo một cách duy nhất trên toàn thế giới. Nhưng tôi, với tư cách là một sử gia, vẫn luôn thắc mắc làm thế nào để người dân trên toàn thế giới cảm nhận được đạo giáo. Nói cách khác, làm thế nào Phật giáo có thể phát triển thành một hệ thống tín điều trên toàn thế giới như vậy? Những lời dạy của Đức Phật thời đó rất có sức thuyết phục, nhưng cũng như các tư tưởng lớn khác, họ cần được sự ủng hộ của người dân, hoặc một người bảo trợ, hoặc cả hai để có thể tạo dựng được một vị thế vững chắc và thực sự lan rộng. Ở thời đó, đã có rất nhiều người dân quan tâm đến lời dạy của Đức Phật, nhưng chỉ đến 200 năm sau khi Đức Phật qua đời, Phật giáo mới thực sự phát triển. Năm 250 trước công nguyên, vua Ashoka hùng mạnh, vị vua đang thống trị hầu hết đất nước Ấn Độ cổ đại, đã trở thành một đồng minh lớn của Đạo Phật. Ashoka luôn bị ám ảnh bởi ký ức đẫm máu mà ông đã gây ra trong quá trình gây dựng quyền lực. Và ông đã quyết định hướng thiện. Để làm được điều đó, ông đã tích cực phát triển các tư tưởng của Phật giáo trên khắp các tiểu lục địa Ấn Độ. Theo những ghi chép của Đạo Phật, vài thế kỷ sau khi nhận được sự ủng hộ của Ashoka, Đạo Phật đã phát triển thành ít nhất 18 trường phái khác nhau. Một trong số đó là trường phái Nguyên Thủy. Trường phái này vẫn còn tồn tại đến ngày nay và tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam và Đông Nam châu Á. Một trường phái khác có tên Đại Thừa hay còn gọi là Con Đường Lớn hoặc Bánh Xe Lớn hiện nay còn tập trung ở khu vực phía Bắc và phía Đông châu Á. Qua việc phát triển Phật giáo, Ashoka đã thể hiện sự quan tâm tới hiệu quả của những việc ông đã làm, cũng như lối sống và suy nghĩ của ông. Nói cách khác, ông quan tâm đến nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng là một từ cũng khá quen thuộc với các nước phương Tây, và bắt nguồn từ hệ thống các tín điều cổ của Ấn Độ, nhưng nó đã trở thành một khái niệm vô cùng quan trọng trong Phật giáo, và là điều tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu khi đến thăm đền Rang tại Kandy, Sri Lanka, kỳ quan tiếp theo của chúng ta.
Những tín đồ Phật giáo ở Sri Lanka tin rằng các hạt xá lợi dòng Phật đã được đưa đến đất nước này vào khoảng những năm 300 trước công nguyên. Việc thành dựng những hạt xá lợi này được coi là trách nhiệm của các vị vua, và theo thời gian, việc thành giữ xá lợi đã dần trở thành biểu tượng cho quyền cai trị của vua chúa. Theo truyền thuyết, Đức Phật để lại hai di sản vô cùng quý báu cho đời sau, những lời giảng dạy hay còn gọi là giáo pháp, và những hạt xá lợi, những gì còn sót lại của cơ thể người, hiện đang được lưu giữ tại các đền thờ trên khắp thế giới. Một trong những hạt xá lợi quý giá nhất đã được lưu giữ tại ngôi đền này. Những hạt xá lợi này sẽ khiến người dân cảm thấy gần gũi hơn với Đức Phật và tiếp thêm năng lượng cho họ. Rất nhiều đền thờ Đức Phật trên toàn thế giới đang lưu giữ các hạt xá lợi, cũng như việc ở châu Âu, chúng ta bảo tồn những gì còn sót lại của các vị thánh và coi đó như cách để đưa chúng ta đến gần với họ hơn. Nó khiến ngôi đền trở nên linh thiêng hơn và thu hút các tín đồ Phật giáo. Ngôi đền nằm tại trung tâm của một khoảng sân được lát đá. Trần nhà được trang trí với những khối đá hình mặt trăng và các họa tiết trang trí khác. Lối vào ngôi đền được trang trí bằng ngà voi. Căn phòng trung tâm là nơi lưu giữ xá lợi dòng Phật và các thánh vật khác, được bao quanh bởi một dãy hành lang rực rỡ sắc màu. Các nhà sư sẽ tiến hành việc thờ cúng thường nhật trong căn phòng phía trong ngôi đền. Các nghi lễ sẽ được tổ chức vào lúc bình minh, giữa trưa và vào buổi tối. Xá lợi dòng Phật được lưu giữ trong căn phòng mạ vàng này, và chỉ một số ít những người được chọn mới có thể tiếp cận nó. Hạt xá lợi linh thiêng sẽ được tắm tượng trưng bằng một thứ thảo dược từ nước thơm và rất nhiều các loại hoa. Người dân ở đây tin rằng thứ nước này có khả năng chữa bệnh và nó sẽ được phân phát cho những người đang có mặt. Mỗi tuần một lần, các bà mẹ sẽ đưa con mình đến ngôi đền này. Những đứa bé này đang đợi để được các thể tu ban phước để chúng có thể được Đức Phật bảo hộ trong suốt quãng đời còn lại của mình. Chúng sẽ được phát một chiếc vòng nhỏ màu trắng để đeo vào tay, và điều đó tượng trưng cho việc Đức Phật sẽ luôn ở bên chúng cho đến cuối cuộc đời. Nghi lễ ban phước rất quan trọng với những đứa trẻ tầm tuổi này, vì từ giờ trở đi, mọi việc chúng làm, mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng, hay nói cách khác, nghiệp của những đứa trẻ này đều có thể ảnh hưởng đến kiếp sau của chúng. Nghiệp là một trong những khái niệm cơ bản nhất trong đạo Phật. Theo khái niệm này, mỗi hành động có chủ ý của chúng ta, dù là suy nghĩ hay việc làm, đều sẽ được phản ánh lại trong tương lai. Nếu bạn làm hại một ai đó, nhất định sẽ có người làm như vậy với bạn. Luật nhân quả có thể mang đến cho chúng ta những hậu quả tốt hay xấu, tùy theo những việc ta đã làm. Các tín đồ đạo Phật tin rằng mỗi con người đều có rất nhiều kiếp sống, và nghiệp của chúng ta dù tốt hay xấu đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ở kiếp này và cả kiếp sau. Nghiệp là những gì chúng ta đã làm, nghĩa gốc của nó là các hành động của con người. Đức Phật đã từng nói rằng nghiệp của con người, dù là nghiệp thiện hay nghiệp ác, đều do con người tự quyết định. And you decide what to do. Now, we must remember. Chúng ta nên nhớ rằng, với các tín đồ đạo Phật, cuộc sống của chúng ta không chỉ dừng lại ở thời điểm chúng ta qua đời. Con người sẽ được tái sinh rất nhiều lần, cho đến khi xóa bỏ hết tất cả nghiệp chướng. Nghiệp chướng là một từ cũng khá quen thuộc với các nước phương Tây, và bắt nguồn từ hệ thống các tín điều cổ của Ấn Độ.
vì nó đã trở thành một khái niệm vô cùng quan trọng trong Phật giáo, và là điều tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu khi đến thăm đền Rang tại Kandy, Sri Lanka, kỳ quan tiếp theo của chúng ta. Các tín đồ Phật giáo đã dùng một phép ẩn dụ để giải thích ý nghĩa của nghiệp. Họ nói rằng nếu bạn gieo hạt cây khế, bạn không thể mong thu được cây táo. Đó là điều rất rõ ràng. Với tư cách là một nhà sử học, tôi biết quy luật nhân quả này rất hợp lý. Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi quá khứ. Quá khứ và hiện tại sẽ góp phần quyết định tương lai của chúng ta. Và vì vậy, Đức Phật đã rất đúng khi cho rằng chúng ta nên để ý tới những hành động của mình, tới nghiệp của mình. Và chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định điều đó. Người cũng đã giúp chúng ta hiểu hơn về những điều cốt yếu tạo nên con người. Nghiệp có thể bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp ác. Trong những năm gần đây, tại Sri Lanka, tính đúng đắn của luật nhân quả đã được kiểm chứng. Các tín đồ Phật giáo tin rằng họ hoàn toàn có khả năng chấm dứt vòng quay của cái chết và sự hủy diệt. Họ tin rằng chỉ cần họ đi đúng hướng, họ sẽ có thể phá vỡ vòng sinh tử, chương trình được biết đến trong Phật giáo dưới cái tên kiếp luân hồi. Kiếp luân hồi sẽ là khái niệm tiếp theo tôi và các bạn sẽ cùng tìm hiểu khi đến thăm kỳ quan tiếp theo của thế giới Phật giáo. Sau khi đạo Phật đã phát triển một cách phồn thịnh tại Sri Lanka, các nhà cầm quyền Sri Lanka đã cử sứ giả tới các vương quốc lân cận trong khu vực Đông Nam Á để truyền bá tư tưởng Phật giáo. Đến thế kỷ 11, Phật giáo nguyên thủy đã được phát triển rộng rãi tại Thái Lan, và ngày nay, hơn 90% dân số của thành phố Bangkok hiện đang là tín đồ Phật giáo. Lý do Phật giáo có thể được truyền bá rộng rãi và phát triển thịnh vượng đến vậy ở đất nước này là do ngay từ đầu, đạo giáo này đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của các quốc vương Thái Lan. Các vị vua ở đây cũng muốn được trở thành Phật, và trên thực tế đã có một vị vua tu hành trong 25 năm trước khi chính thức lên ngôi. Mỗi khi hoàng tộc Thái Lan xây dựng cung điện, họ cũng sẽ xây thêm gần đó một thiền viện và một tổ hợp đền chùa để thể hiện sự thành tâm và công đức của mình cho đạo Phật. Và quần thể chùa chiền tại thành phố Bangkok này chắc hẳn cũng từng được tạo ra để phục vụ một vị vua. Đây là chùa Pho, kỳ quan tiếp theo trong thế giới Phật giáo. Đây là tổ hợp đền chùa lớn nhất và cổ kính nhất tại Bangkok. Tại tổ hợp này có đến hơn 1.000 pho tượng Phật. Tổ hợp này bao gồm một ngôi chùa, một phòng tụng kinh và một khoảng sân rộng lớn với rất nhiều bảo tháp được trang trí bằng những họa tiết hoa sen tinh tế. Và ẩn sâu trong cung điện lộng lẫy này là một pho tượng Phật nằm bằng vàng. Pho tượng dài gần 46 mét và có chiều cao lên tới 15 mét. Bức tượng được khởi công xây dựng vào năm 1788 và phải mất hơn 5 năm để hoàn thành. Đây là một trong những tác phẩm nguy nga và lộng lẫy nhất mà tôi từng được thấy. Tôi thích sự hùng vĩ của pho tượng. Tôi cảm giác như pho tượng đang muốn nói, hãy nhìn vào tôi, nhìn vào những gì con người có thể làm được. Họ có thể biến ngay cả những vật liệu thô sơ nhất thành những kỳ quan mỹ thuật. Công trình này sử dụng đến hàng ngàn mảnh xà cừ và 153 lá vàng. Tôi không thể nói rằng đây là hiện thân của con đường trung đạo, một khái niệm cốt yếu trong đạo Phật cho rằng chúng ta nên tránh làm mọi việc thái quá, vì pho tượng này thực sự rất xa hoa. Pho tượng vô cùng lộng lẫy, tráng lệ và tuyệt đẹp. Trong lịch sử phát triển của Thái Lan, đã từng có rất nhiều pho tượng Phật nằm với kích cỡ lớn được xây dựng trên khắp các khu vực trung tâm Thái Lan. Central part of Thailand,
Xây dựng một pho tượng Phật nằm không phải việc dễ dàng. Vì hầu hết những pho tượng này không được tạo thành nhờ khuôn đúc, mà phải sử dụng đến gạch, thạch cao và xi măng. Pho tượng được coi là hiện thân linh thiêng của Đức Phật. Vì vậy, nó cần được trang trí bởi những vật liệu quý hiếm nhất, và đương nhiên, vật liệu giá trị nhất xứng đáng để trang trí hiện thân của Phật chỉ có thể là vàng. Trong đạo Phật, vàng là biểu tượng của lửa hoặc mặt trời. Đây là thứ kim loại quý hiếm nhất và được coi là thứ kim loại linh thiêng vì nó gắn liền với hình ảnh thần mặt trời Surya trong đạo Hindu. Với những tín đồ đạo Phật tại Thái Lan cũng như các nước Đông Nam Á khác, vàng là thứ được dùng để thể hiện lòng thành kính, và hiện vật bằng vàng là cách tốt nhất để thể hiện sự mộ đạo của con người. Việc dùng các lá vàng để gắn lên thân tượng Phật là hành động nhằm tưởng niệm đến Đức Phật khi còn sống. Vì các Phật tử tin rằng Đức Phật luôn được bao quanh bởi một vầng hào quang. Vàng cùng khả năng biểu trưng cho sức mạnh và sự chủ phú của nó đã được các hoàng đế Thái Lan sử dụng để thể hiện sự mộ đạo của mình, cũng như để tạo dựng mối liên hệ giữa các tư tưởng Phật giáo với quyền lực nhà nước. Hoàng đế Rama III là người đã từng ra lệnh trùng tu tượng Phật nằm trong suốt thời kỳ thịnh trị của ông vào giữa thế kỷ 19. Đó là thế nằm của sư tử, là thế nằm của Đức Phật khi người sắp qua đời. Theo ghi chép, lúc đó Ngài nằm nghiêng về phía bên phải, gối đầu lên tay phải. Lý do Đức Phật có được nụ cười thanh thản đến như vậy là do Ngài đạt được sự giác ngộ, đã đến được Niết Bàn. Ngài đã thoát được thứ mà các Phật tử gọi là vòng luân hồi, vòng sinh tử vô tận của đời người, của dục vọng, ảo tưởng, những thứ chỉ đem đến khổ đau cho con người. Kiếp luân hồi được tạo thành từ sự nối tiếp của các vòng sinh tử. Và một khi đã rơi vào vòng luân hồi, chúng ta sẽ được sinh ra vô số lần và sẽ thay đổi hình thái sống trong các kiếp sống. Chúng ta có thể được tái sinh làm người, làm thần thánh, hoặc cũng có thể bị tái sinh làm kiếp động vật. Theo cô, kiếp luân hồi là gì? Theo tôi, nó không đơn giản là việc chúng ta sinh ra, già và chết đi. Với tôi, nó là thứ thuộc về thế giới tâm linh. Đôi lúc, chúng ta sẽ phải đối mặt với những cảm xúc không hay như giận dữ, đau khổ. Có những lúc bạn không biết phải làm thế nào. Nhưng đó chỉ là một trong số rất nhiều những điều không hay có thể xảy ra với bạn. Và chỉ cần bạn tiếp tục cố gắng, bạn sẽ có thể tìm được hạnh phúc. Bánh xe cuộc đời là một trong những hình ảnh khá phổ biến trong Phật giáo. Khi Đức Phật bắt đầu giảng đạo lý, đã có rất nhiều người tin rằng cuộc đời là một chu trình khép kín. Con người sẽ được sinh ra, già và chết đi, sau đó tiếp tục được tái sinh. Đây là một chu trình kéo dài vĩnh viễn và không có lối thoát. Nhưng Đức Phật tin rằng con người hoàn toàn có thể thoát khỏi chu trình đó. Người dạy rằng, thông qua nghiệp, các hành động của con người cũng như qua lối sống dựa trên trí tuệ, đạo đức, lòng nhân ái, qua thiền định và sự chiến thắng của tinh thần trước những dục vọng, tham lam, phóng túng, con người có thể đạt được giác ngộ, đến được Niết Bàn. Ngài tin rằng chính sự giác ngộ này sẽ giúp con người thoát khỏi kiếp luân hồi. Chính tư tưởng này đã tạo ra cho các đám tang của Phật giáo một nét vô cùng đặc biệt. Những người còn sống khóc thương cho mất mát của họ. Đồng thời họ cũng hy vọng với những nghiệp thiện đã làm khi còn sống, những người đã chết sẽ có thể đến gần hơn với sự giác ngộ. Họ hy vọng người chết có thể được đầu thai vào một kiếp người tươi sáng hơn, và một ngày nào đó họ có thể thoát khỏi kiếp luân hồi. Cái gì phải đến nhất định sẽ đến, tôi tin là như vậy. Với tôi, thể xác của chúng ta chỉ như một ngôi nhà đi mượn. Sau khi chết đi, chúng ta sẽ phải tìm một nơi ở mới, và thân xác hiện nay của chúng ta chỉ là tạm thời. Chính vì vậy, những tín đồ Phật giáo vẫn tin rằng, nếu cố gắng làm điều tốt, chúng tôi có thể có được một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi chết.
Các Phật tử cho rằng chỉ có một cách duy nhất có thể giúp chúng ta thoát khỏi kiếp luân hồi, đó là loại bỏ hoàn toàn những dục vọng, tham lam và những phiền muộn của cuộc sống thường nhật. Tuy nói như vậy, nhưng làm được việc đó là điều không hề dễ dàng. Suốt nhiều thế kỷ qua, các tín đồ Phật giáo đã tìm đủ mọi phương cách để giúp họ thoát khỏi những phiền muộn cũng như dục vọng của thế giới trần tục và tìm đường đến với sự giác ngộ, đến với cõi Niết Bàn. Đó chính là điểm đặc biệt trong tư tưởng của Đức Phật. Người tin rằng mỗi con người chúng ta đều có khả năng tự giải thoát, tự tìm sự giác ngộ cho riêng mình. Đức Phật đã phải mất rất nhiều năm để có được niềm tin này. Ngài đã phát triển hệ thống tư tưởng của mình dựa trên những kinh nghiệm cá nhân và đặc biệt là nhờ việc tọa thiền. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu với công việc tọa thiền của các Phật tử tại kỳ quan tiếp theo trong thế giới Phật giáo. Trong suốt thời kỳ trung cổ, Phật giáo không ngừng được truyền bá rộng rãi. Đến thế kỷ 13, Phật giáo này đã phát triển rất phồn thịnh tại vương quốc Khmer, tức Campuchia ngày nay. Tổ hợp chùa chiền tại Angkor là kỳ quan thứ 5 của chúng ta. Tổ hợp này trước đây từng là một hệ thống cung điện linh thiêng của một hoàng đế Khmer ủng hộ đạo Hindu hơn là đạo Phật. Đây không đơn giản là những tòa nhà, mà còn là biểu tượng của một khát vọng lớn lao. Tổ hợp này được coi là biểu tượng của vũ trụ trong cái nhìn của đạo Hindu. Trước đây, ngôi chùa này được dùng để thờ cúng thần Vishnu của đạo Hindu và được coi là trung tâm của vũ trụ cũng như của thế giới tâm linh. Tại đây, có 5 bức tường tượng trưng cho 5 ngọn núi. Và những bức tường thành ở đây khiến chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của vũ trụ bao la. Đây là nơi thể hiện sự hòa hợp giữa quyền lực của thần linh và con người, thể hiện mối liên hệ giữa thần thánh và các hoàng đế. Và chính niềm tin vào mối liên hệ đó chính là nguồn cảm hứng để xây dựng nên tổ hợp kiến trúc này. Và với nhiều người, đó là hành động thể hiện sự chuyên quyền. Phật giáo đã giúp họ đưa ra một giải pháp. Hoàng đế Jayavarman VII của vương quốc Khmer đã cải sang đạo Phật và thời kỳ trị vì của ông đánh dấu một sự thay đổi lớn đối với đạo Hindu. Trước năm 1200, nghệ thuật trong các đền chùa hầu hết đều tái hiện hình ảnh từng xuất hiện trong những điện thờ Hindu giáo. Sau quá trình cải đạo của hoàng đế, những hình ảnh Phật giáo dần xuất hiện ở khắp mọi nơi. Trong suốt thời kỳ trị vì của mình, ông đã tập trung xây dựng các thư viện, thiền viện, các công trình công ích, cũng như những địa điểm thế tục, nơi những người dân thường có thể dễ dàng tiếp cận được. Lịch sử Campuchia dần chuyển sang một thời kỳ mới, nơi tính nhân văn của con người được xem trọng. Khi Phật giáo dần trở nên phổ biến, các bạn có thể thấy những pho tượng tái hiện hình ảnh Đức Phật và các đệ tử của người xuất hiện ở khắp nơi, trên các bức tường, các cánh cổng, trong các điện thờ. Angkor đang cho thế giới thấy một khía cạnh nhân văn hơn của mình. Quần thể Angkor là một ví dụ điển hình cho phong cách kiến trúc của người Khmer cổ. Vào thế kỷ 12, kiến trúc Khmer đã đạt đến trình độ khá cao, và bề mặt của những di tích này đều được trang trí bằng những khối đá sa thạch đầy tinh xảo. Quần thể Angkor Wat nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ sự hài hòa trong cách thiết kế của nó. Điểm nổi bật nhất trong kiến trúc nơi này là những tòa tháp được tạo hình giống những búp sen. Quân nửa các phòng trưng bày được mở ngay tại các hành lang, một số phòng khác đóng vai trò kết nối các tường thành và cấu trúc bậc thang xuất hiện trên khắp những con đường chính dẫn vào ngôi đền. Những bức tường ở đây được trang trí bởi các bức phù điêu tái hiện lại cảnh sinh hoạt của những nhân vật thần thoại trong đạo Hindu. Bức tranh này tái hiện lại khung cảnh đại dương dậy sóng.
Các phần kiến trúc khác đã bị phá hủy bởi nạn trộm cắp cũng như bởi sự tàn phá của thời gian. Chúng bao gồm những bức tượng được chát vữa và mạ vàng, cũng như những tấm gạch lát mái, những cánh cửa được chạm trổ rất tinh vi. Nơi đây đã từng là thánh địa có quy mô lớn nhất trên toàn thế giới. Ngày nay nơi đây đã bị tàn phá khá nhiều, nhưng hãy tưởng tượng đến khung cảnh nơi này trong thời kỳ hoàng kim. Những tảng đá này đều sáng rực màu sơn, và tại hành lang này có đến hàng trăm pho tượng Phật được dát vàng. Ánh sáng phát ra từ bức tượng sẽ được phản chiếu trên những bức tường gắn ngọc thạch, ngọc bích và hồng ngọc. Và ở khu vực ngoài kia, các tăng lữ sẽ tập trung ngồi thiền với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt rạng rỡ như những ngọn đuốc trong đêm. Về cơ bản, Phật giáo là một hệ thống giáo dục và thiền định là một trong những thành tố cốt yếu của hệ thống giáo dục đó. Ngồi thiền là cách giúp bạn nhận ra những mối quan hệ tương quan sâu sắc trong vũ trụ và bạn phải cảm nhận được chúng để vượt qua những rào cản về tâm linh. Và một khi đã làm được như vậy, bạn sẽ được tự do, sẽ được lên Niết Bàn. Tôi đã được các nhà sư tập sự mời tham dự một buổi tọa thiền. Các thành viên của tăng đoàn có thể dành nhiều thời giờ mỗi ngày cho việc ngồi thiền. Cách họ ngồi, cách họ đặt tay, đều mô phỏng lại theo cách làm của Đức Phật thời xưa. Họ sẽ ngồi bất động và tập trung điều khiển nhịp thở. Họ không làm bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến nhịp thở của họ. Họ cũng không cần quan tâm đến tính đúng sai của việc họ đang làm. Họ đã thanh tẩy tâm trí họ khỏi mọi lo lắng, muộn phiền, sợ hãi của thế giới trần tục. Họ chỉ tập trung vào các nhịp thở. Tôi không thể khẳng định là mình không bị ảnh hưởng bởi những tiếng động phát ra từ thế giới xung quanh. Và ngồi bất động trong thời gian dài như vậy cũng không hề phải việc dễ dàng. Nhưng nếu có ai hỏi tôi, lúc đó tôi cảm thấy giận dữ, đau khổ hay không, tôi sẽ trả lời là không. Kinh Pali đã liệt kê ra những địa điểm thích hợp nhất cho việc ngồi thiền. Một ngọn núi, một sườn đồi, một hang đá, một nghĩa trang, một cánh đồng, một khu rừng, một gốc cây hay ẩn sâu trong rừng già. Đây đã đáp ứng được một vài tiêu chí trong đó. Nhưng tôi buộc phải nói rằng tôi sẽ tiếp tục ngồi thiền theo cách riêng của mình thêm một lúc nữa. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc hít thở sâu hay cho tư thế tọa thiền hoa sen. Tuy vậy, tôi vẫn rất tôn trọng việc ngồi thiền, không chỉ vì đó là hành động chứng tỏ niềm tin vào sức mạnh tâm linh của con người. Nó còn cho thấy rằng, để thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống, chúng ta không cần tìm đến những bậc thánh thần, mà chỉ cần nhìn sâu vào chính tâm thức của mình. Khi đến Angkor, bạn có thể tìm thấy những điện thờ nhỏ được đặt trong những góc tối như thế này. Tại Campuchia, đạo Phật đang dần khẳng định lại vị thế. Đất nước đã phải hứng chịu quá nhiều nỗi kinh hoàng này, giờ đây đã được yên bình. Và Angkor, nơi từng bị tàn phá bởi quân Khmer Đỏ, đã lại trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng trên toàn thế giới. Tôi cảm thấy rất xúc động khi được đến thăm Campuchia, vì đây là nơi đã diễn ra những chuyển biến quan trọng nhất trong lịch sử đạo Phật. Trong nhiều thế kỷ, đạo Phật đã luôn là một đạo giáo quen thuộc với cả tầng lớp vua chúa cũng như dân thường. Và với sự xuất hiện của quân đội Khmer Đỏ, đạo Phật đã phải đứng trước nguy cơ bị xóa sổ chỉ trong một đêm. Nhưng giờ đây, đạo Phật đang dần dần trở lại. Và rất có khả năng nơi đã từng là một thánh địa Phật giáo lớn nhất thế giới này sẽ lấy lại được vị thế của nó trong tương lai.
could be that again sometime in the future. Trong khi tại Campuchia, đạo Phật đang dần trở lại sau thời kỳ đen tối dưới bàn tay của quân Khmer Đỏ, thì tại Trung Quốc và Hồng Kông, Phật giáo cũng đang tự khẳng định vị trí của mình trong xã hội hiện đại ngày nay. Đạo Phật đang trở lại thời kỳ hưng thịnh, một phần cũng vì những quan điểm tích cực của đạo giáo này rất phù hợp với sự phát triển của một siêu cường quốc đang lên. Và tọa thiền là một trong những hoạt động phổ biến nhất của đạo Phật tại đây. Dù việc tọa thiền ngày nay thường khiến chúng ta liên tưởng tới Nhật Bản, nhưng thực chất nó được khởi nguồn từ chính Trung Quốc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tọa thiền tại một trong những nơi hoạt động này phát triển mạnh nhất, Hồng Kông. Kỳ quan thứ sáu của chúng ta là pho tượng Phật khổng lồ hướng mặt ra thành phố sầm uất và bậc nhất tại châu Á. Bức tượng đồng khổng lồ này được hoàn thành năm 1993 và là biểu tượng cho mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, cũng như giữa con người và tôn giáo. Việc xây dựng tượng Phật khổng lồ tại Hồng Kông cho thấy sự trở lại của một nét truyền thống trong đạo Phật, truyền thống tạc tượng Phật khổng lồ. Những nhà sư khởi xướng dự án này ở Hồng Kông đã từng đến thăm Nhật và Trung Quốc đại lục, đã được thấy những pho tượng Phật khổng lồ được xây dựng từ thời Trung Cổ, và họ đã cố tạo dựng một điều tương tự tại đảo Đại Nhĩ Sơn. Đây là pho tượng Phật duy nhất hướng mặt về phía Bắc, về thành phố Bắc Kinh. Bức tượng có tên Thiên Tân, được đặt theo tên ngôi chùa Thiên Đường trong thành phố. Khi đạo Phật mới xuất hiện, con người không có truyền thống tạc tượng Phật. Đôi khi các tư tưởng của đạo Phật được lan truyền tới các khu vực như Afghanistan, nơi chịu ảnh hưởng rất mạnh mẽ của Hy Lạp sau cuộc viễn chinh của Alexander Đại Đế. Các Phật tử nơi đây đã bắt đầu nghĩ đến việc thể hiện Đức Phật dưới hình dạng con người. Và khi hệ tư tưởng này được truyền bá đến Trung Quốc, một truyền thống mới đã hình thành. Họ không chỉ thể hiện Đức Phật dưới hình dáng một con người, mà còn làm như vậy trên quy mô lớn. Và hình thức nghệ thuật này đang dần được hồi sinh tại Hồng Kông. Mọi chi tiết của bức tượng này đều có những ý nghĩa nhất định. Đức Phật an tọa trên một đài sen, cho thấy Ngài cũng tinh khiết như bông sen lớn lên từ trong bùn. Khuôn mặt Ngài khá đầy đặn, tương tự như sự viên mãn của trăng rằm, và phần đầu Đức Phật tương đối lớn, thể hiện sự thông thái của Ngài. Đôi tay Đức Phật đang trong tư thế rất đặc biệt. Bàn tay phải của Ngài giơ lên như đang chuẩn bị ban phước. Hành động đó giống như lời thề sẽ cứu rỗi chúng sinh khỏi mọi khổ đau của Đức Phật. Và trên ngực Đức Phật có một hình chữ vạn. Thật không may là quân đội Đức Quốc Xã cũng đã từng sử dụng chữ vạn này làm biểu tượng, nhưng họ đã hoàn toàn hiểu sai về ý nghĩa của ký tự này. Về thực chất, chữ vạn thể hiện sức mạnh của vũ trụ, và điều đó cho thấy lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật dành cho vạn vật. Pho tượng đặt trên một đài sen tại đỉnh bệ thờ lớn. Pho tượng được bao quanh bởi 16 tượng đồng nhỏ hơn, đang cùng với những cống vật khác nhau như hoa quả, hương, những cống vật biểu trưng mà theo triết lý của đạo Phật là những thứ cần có để phục vụ cho công cuộc giác ngộ. Tượng Phật khổng lồ chỉ là một phần trong bảo liên tự do ba thiền sư gây dựng lên gần 100 năm trước. Tọa thiền sẽ dần trở thành một phần thiết yếu của Phật giáo Đại Thừa, trường phái đang thịnh hành ở Trung Quốc và các quốc gia Bắc Á khác. Các thiền sư tin rằng mỗi người đều tiềm ẩn những tố chất như của Đức Phật và hoàn toàn có thể phát huy được những tố chất đó. Thank you.
Mục đích của tọa thiền là khám phá ra những tố chất này trong mỗi con người thông qua việc ngồi thiền và thực hiện các điều răn của Đức Phật. Mục đích cuối cùng của họ là trở thành một bậc giác ngộ như Đức Phật. Nhưng tại Trung Quốc, một hình thái thiền khác đã ra đời, được đặt tên là tọa thiền nhập định theo tiếng Phạn. Đây là từ dùng để chỉ sự nhạy bén và sáng suốt của tâm linh. Tọa thiền có nguồn gốc từ Trung Quốc, và khi du nhập sang Nhật Bản, nó đã có tên mới là Phái Thiền Tông. Đây là một trường phái trong đạo Phật nhấn mạnh việc tiến hành những phương pháp tọa thiền nhất định để thanh tẩy tâm trí. Họ cho rằng những suy tính vật chất không thể giúp bạn có được sự giác ngộ hay tới được cõi niết bàn. Việc tọa thiền được thực hiện tại một thiền viện nhỏ cách không xa pho tượng Phật khổng lồ. Giữ im lặng là một trong những yếu tố quan trọng nhất của phương pháp thiền này, và đó là nguyên tắc những người xuất gia cũng như những người thiền đại gia đều phải tuân thủ. Với một số người, khái niệm thiền có thể khá khó hiểu. Bạn định nghĩa nó thế nào? Đó là công việc gắn liền với cuộc đời và nghiệp tu hành của chúng tôi. Kể cả khi bạn đứng hay ngồi, đi hay đứng, bạn cũng có thể thiền. Cuộc sống của chúng tôi không thể tách biệt khỏi việc thiền. Thiền bao gồm cả những suy nghĩ nội tại và những ảnh hưởng bên ngoài. Khi hai thứ đó kết hợp lại, chúng sẽ tạo thành thiền. Vậy việc không tách biệt giữa quá trình thiền với đời sống hàng ngày phải chăng cũng đồng nghĩa với việc mọi hành động của bạn như quét nhà, nấu nướng đều có thể coi là thiền? Thiền chính là tính tĩnh trong những việc bạn đang làm. Có những người tìm được sự giác ngộ ngay khi họ đang ăn, đang rửa bát. Tất cả những điều này đều để giúp chúng ta sống với thực tại. Và một khi tâm hồn của bạn trở nên thanh tịnh, cuộc sống của bạn cũng sẽ yên bình hơn. Nghi thức này có tên thủy bát thiền, và trong nghi thức này họ sẽ phải cố gắng di chuyển bát nước mà không làm rơi bất cứ một giọt nước nào. Ứng dụng thiền có thể giúp bạn làm được việc này, vì nếu bạn nghĩ bạn đang mang một bát nước, có thể bạn sẽ làm đổ nó. Nhưng nếu bạn tĩnh tâm, bạn có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này. Ở phương Tây, rất nhiều người đã được nghe về thiền. Nó đã trở thành một khái niệm khá phổ biến. Và có cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc này là do cuộc sống của con người ngày càng căng thẳng và họ cần tìm đến thiền để giải tỏa không? Không chỉ có người phương Tây mới bận rộn, người châu Á hiện nay cũng vậy. Họ bị ám ảnh bởi tiền bạc, bởi những lo lắng về cuộc sống. Chính vì vậy, việc để tâm trí của chúng ta được thư thái và sống thoải mái với hiện tại là điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn có thể sống với hiện tại, thì dù có khó khăn gì đi nữa, bạn cũng sẽ vượt qua. Chỉ cần tĩnh tâm, bạn sẽ không bị kích động. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng đối với tất cả mọi người.
Các thiền sư ngày nay không thể dùng những từ ngữ cụ thể để thu hẹp phạm vi của hành động thiền. Nhưng nếu bạn muốn có một định nghĩa gần sát nhất về thiền, thì có lẽ đây đơn giản là niềm tin vào sức mạnh của trực giác, trân trọng sự tồn tại của trực giác, biết sống vì hiện tại, biết giữ gìn một tâm hồn thanh thản là cách hữu hiệu nhất để sử dụng quãng thời gian mà bạn đang có. Có lẽ đó là lý do tại sao trong số rất nhiều các trường phái của đạo Phật, thiền lại có sức thu hút đặc biệt đến vậy với những con người bận rộn của thế kỷ 21. Thiền tông có cách rất đặc biệt để thể hiện triết lý của Phật giáo. Nó khuyến khích quá trình tự tìm hiểu bản thân con người thông qua một lối sống đơn giản. Trường phái thiền nhấn mạnh việc sự giác ngộ có thể được tìm thấy ngay từ đời sống thường nhật. Nó có gì đặc biệt so với các trường phái khác của đạo Phật? Thiền đồng nghĩa với việc tiếp cận trực tiếp với tâm hồn của bạn, thức tỉnh nó và khiến nó nhận thức được một cách rõ ràng nhất về những gì bạn đang làm. Tâm hồn của chúng ta không hề phức tạp. Chính những vọng tưởng của chúng ta về cuộc đời mới là thứ tạo ra sự phức tạp. Thiền là cách giúp chúng ta trở lại với cuộc sống thường ngày và đơn giản hóa mọi việc. Thiền tông cũng giống như các trường phái khác của Phật giáo, đã biến những tư tưởng của đạo Phật thành những công cụ hỗ trợ cho cuộc sống thường nhật của con người. Thiền cũng được sử dụng để giúp chúng ta hiểu thêm về thế giới hoặc giải quyết những đau khổ chúng ta thấy được từ thế giới xung quanh hay từ chính bản thân mình một cách tích cực hơn. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là dù đã có những biến đổi để phù hợp với từng nơi, nhưng nỗi thống khổ vẫn luôn là vấn đề trung tâm trong các triết lý của đạo Phật. Điều này rất thú vị vì trong suốt 2.500 năm qua, những nền văn hóa phương Đông không hề e ngại trước sự đau khổ, họ luôn sẵn sàng đối mặt với chúng. Trong khi đó, ở phương Tây, đó là những vấn đề chúng ta không hề muốn nhắc tới. Trong thế giới ngày nay, chúng ta đang cố hết sức để trốn tránh cái chết. Nhưng hãy nhìn bức tượng này. Đó là hình ảnh Đức Phật đang tự hứa sẽ xóa bỏ mọi nỗi khổ đau cho chúng sinh. Và điều đó có thể khiến bạn tự hỏi, Phật giáo trong tương lai sẽ phát triển thế nào? Điều gì xảy ra khi những tư tưởng Á Đông bắt đầu được truyền bá đến phương Tây? Các tư tưởng và triết lý Phật giáo đang trở nên ngày càng phổ biến trong thành phố với nhịp sống hối hả như California. Những từ ngư nghiệp hay niết bàn đã không còn là những khái niệm quá xa lạ. Phật giáo muốn con người tìm đến với đời sống tâm linh, chú trọng vào khía cạnh đạo đức và không hề cảm thấy bị áp đặt. Đạo Phật được truyền bá tới phương Tây, hay nói đúng hơn là đến bờ biển phía Tây của nước Mỹ, lần đầu vào thế kỷ 19, do những người Trung Quốc và Nhật được đưa đến đây để xây dựng các đường ray xe lửa. Tại Los Angeles, ngôi chùa đầu tiên của Đạo Phật được xây dựng vào đầu thế kỷ qua. Và ngày nay, thành phố này đã trở thành nơi lưu giữ một trong những ngôi chùa lớn nhất ở phương Tây. Đây là chùa Tây Lai, vị quan thứ bảy của thế giới Phật giáo. Tại đây, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu một khái niệm cơ bản nữa của Đạo Phật, mục đích mà các Phật tử luôn hướng tới. Cõi Niết Bàn. Việc quy hoạch và xây dựng ngôi chùa này vào những năm 80 đã vấp phải sự nghi ngờ và phản đối của những người dân địa phương. Ngôi chùa nguy nga như hiện nay là kết quả của 6 phiên điều trần và 165 buổi giải trình. Cuối cùng, ngôi chùa được cấp phép xây dựng vào năm 1985 và được hoàn thành năm 1988. Tôi sẽ cho các bạn thấy điểm đặc biệt của ngôi chùa này, những pho tượng Phật. Tôi chưa từng thấy nhiều tượng Phật đến thế. Có lẽ phải có đến hơn 10.000 pho. Đúng vậy, tại đây có hơn 10.000 pho tượng Phật lớn nhỏ. Nếu quan sát kỹ các pho tượng này, bạn có thể thấy một vài cái tên. Người Trung Quốc thường tiến cúng tượng Phật và sau đó gắn tên mình lên đó.
đó là đức Phật của riêng họ. Đó cũng là cách họ ủng hộ ngôi chùa. Mỗi khi đến đây, họ có thể tự hào và nói, tôi đã tiến cống tượng Phật tại chùa này, và có thể coi là sự kết nối giữa ý thức ngoại giới và nội tại. Một trong số rất nhiều những Phật tử người Mỹ thường tìm đến ngôi chùa này là Mario C. Ông đã chính thức trở thành một Phật tử từ 6 năm trước. Nhiều người vẫn cho rằng đạo Phật trở nên hấp dẫn trong mắt người Mỹ là do những nét kỳ bí có được từ nguồn gốc phương Đông của nó. Nhưng đồng thời, nó cũng rất phù hợp với cách sống đơn giản của thời hiện đại. Anh nghĩ sao về vấn đề này? Tôi không có ý xúc phạm đâu, nhưng có một số người bạn của tôi đã cố gắng pha trộn đạo Phật, pha trộn tôn giáo phương Đông, tư tưởng phương Đông với những tư tưởng hiện đại, và tôi không phản đối điều đó nếu họ cảm thấy nó là đúng đắn. Nhưng theo tôi thấy, đó là biểu hiện của cách nghĩ đơn giản hóa quá mức. Họ cho rằng tôn giáo là một thế giới tâm linh tự do, và những gì họ nghĩ hay làm đều không hề sai trái. Bằng những giáo lý của đạo Phật, chúng tôi có thể tự kiểm soát bản thân mình và tránh những suy nghĩ như chỉ cần tôi thấy được là được. Chúng tôi luôn tránh điều đó. Đạo Phật giúp chúng tôi sống có quy củ hơn, dù không có vị thần nào tìm cách trừng phạt hay ban thưởng cho những hành động của mình. Số lượng Phật tử tại Mỹ và các nước châu Âu đã tăng lên gấp 10 lần trong hơn 40 năm qua. Hầu hết các thống kê đều cho rằng tại Mỹ hiện đang có khoảng 2-3 triệu Phật tử và hơn 10 triệu người bày tỏ sự nhất trí với những triết lý của đạo giáo này. Chùa Tây Lai là một trong những minh chứng cho sự phát triển của Phật giáo trong thời hiện đại. Rất nhiều Phật tử đã tìm đến chùa Tây Lai để thờ cúng hoặc để thiền. Người dân các nước phương Tây đang thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới yoga, một phương pháp điều hòa thân thể, đồng thời cũng là một hình thái thiền. Yoga có nguồn gốc từ Ấn Độ. Nó còn xuất hiện trước cả Hindu giáo, Phật giáo, và đôi khi vẫn được những tín đồ Hindu giáo sử dụng để khẳng định sức mạnh của tinh thần trước cám dỗ vật chất. Với các tín đồ Phật giáo, mục đích chính của yoga là hỗ trợ cho quá trình giác ngộ cá nhân của mỗi người. Phật giáo là một đạo giáo có từ rất xa xưa, nhưng anh có cho rằng tôn giáo này vẫn phù hợp với người Mỹ vì nó thể hiện tinh thần quyết tâm và kiên trì với mọi việc không? Nó rất phù hợp với người Mỹ. Lý do thứ nhất là vì chúng ta đã quan tâm quá nhiều đến vật chất. Và theo trải nghiệm của riêng tôi, nó không thể giúp bạn có được những gì bạn thực sự theo đuổi. Tôi nghĩ tôi không phải người duy nhất có suy nghĩ này. Và điều đó có thể giải thích điều cô muốn nói. Tôi nghĩ rằng những người như tôi, những người không thể hiểu nổi tại sao vật chất không thể mang lại hạnh phúc, luôn muốn tìm kiếm một điều gì khác. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên khi Phật giáo trở nên phổ biến. Phật giáo không đi ngược lại bất cứ một đạo giáo nào khác, và cũng không đi ngược lại khoa học. Nó dung hòa tất cả mọi thứ. Có rất nhiều lý do khiến các Phật tử Mỹ muốn tìm đến với ngôi chùa này. Nhưng nếu bạn là một tín đồ Phật giáo thực thụ, động lực chính khiến bạn tìm đến nơi này sẽ là để tìm kiếm sự giác ngộ, Niết Bàn. Tôi đã từng được đọc một định nghĩa về Niết Bàn, nhưng theo lời Đức Phật đã dạy, Niết Bàn là một khái niệm không thể giải thích bằng lời hay bằng những logic thông thường. Đây là một khái niệm rất khó định nghĩa. Niết Bàn là một trạng thái tâm linh mà tại đó chúng ta lại bỏ hoàn toàn những cảm xúc mạnh, những đam mê, những thù hằn hay mê muội. Đó là trạng thái tâm linh mang lại sự yên bình cho tâm hồn bạn. Niết Bàn có phải đích đến của anh khi đi trên con đường này không? Đúng vậy, Niết Bàn, sự giác ngộ, sự hiểu biết, sự bình tĩnh, những thuật ngữ đó có nghĩa khá sát nhau. Và với tôi, đó là sự hiểu biết về chân lý, về thực tại. Anh nghĩ mình có thể đạt tới Niết Bàn không? Biết nói thế nào nhỉ, tôi cũng khá tự tin.
Nhiều người cho rằng việc đó hoàn toàn có thể xảy ra, và tôi tin họ, vì họ đều là những người rất thông minh. Tôi đang đi theo con đường của họ, và tôi nghĩ mình có thể làm được. Cũng giống những trạng thái khác trong Phật giáo, bạn chỉ có thể hiểu được Niết Bàn thông qua việc chiêm nghiệm. Với các tín đồ đạo Phật, trong hành trình đến với Niết Bàn, con đường họ đi cũng quan trọng không kém đích đến. Các tín đồ Phật tử sẽ cho bạn biết cõi Niết Bàn không hề có vị trí cố định trong không gian cũng như thời gian. Tuy nhiên, theo một số người, đó chính là nơi Đức Phật đã tìm thấy sự giác ngộ. Chúng ta được biết, quá trình giác ngộ của người diễn ra tại phía Bắc Ấn Độ, dưới một tán cây Bồ Đề. Đó cũng là nơi tôi đã bắt đầu chuyến đi của mình, Bodh Gaya. Đây được cho là nơi khởi đầu của đạo Phật hơn 2.500 năm về trước. Trong hành trình này, tôi đã khám phá nhiều khía cạnh của Phật giáo và đã tìm hiểu một chút về Pháp, một trong các vấn đề cốt yếu của đạo Phật. Pháp đơn giản chỉ là sự vận hành của thế giới, và cách sống tốt nhất là đi theo một con đường có thể giúp chúng ta đối diện với thế giới một cách nhiệt thành, từ bi, tích cực và sáng suốt nhất có thể. Dù có thể còn chưa thông rất nhiều định nghĩa trong đạo Phật, nhưng tôi cảm thấy mình đã được khai sáng rất nhiều. Tôi đã hiểu thêm về nghiệp, về hệ quả của những hành động cố ý của mỗi người, về vòng luân hồi, vòng sinh tử của con người, về phương pháp thiền, và về đích đến cuối cùng của tất cả các Phật tử, gọi Niết Bàn. Tôi đã đến thăm những công trình tuyệt vời nhất của thế giới Phật giáo và phần nào lý giải được sự tồn tại và phát triển của đạo Phật trong suốt 25 thế kỷ qua. Đó là một hệ thống tư tưởng triết học bắt nguồn từ thế giới cổ đại nhưng vẫn có khả năng ảnh hưởng tới thế giới hiện đại. Tôi cũng đã nghiên cứu cách Phật giáo giúp chúng ta nhận ra chân lý. Khi du nhập tới các nền văn hóa khác nhau, Phật giáo đã biến đổi các nền văn hóa đó, và đồng thời nó cũng mang lại cho các nền văn hóa đó những nét độc đáo riêng. Không biết liệu Đức Phật có tiên đoán được sức ảnh hưởng của những tư tưởng này đến lịch sử loài người hay không, nhưng chắc chắn Ngài biết rằng sự vô thường và đổi thay luôn tồn tại trong thế giới này. Hãy lắng nghe một vài vần thơ của Ngài. Vì vậy con người phải luôn tâm niệm rằng thế gian này chẳng có gì là vĩnh viễn. Cuộc đời chỉ như ánh sao vụt sáng, như tia chớp thoảng qua bầu trời, như ánh đèn nhấp nháy trong đêm thâu, như ảo ảnh, như một giấc mơ. Những mong muốn của đạo Phật từ 2.500 năm trước vẫn còn tồn tại đến tận ngày hôm nay, và chúng đã được xây dựng thành một hệ thống những tín điều có sức thuyết phục lớn lao, thể hiện qua nhiều công trình kiến trúc đặc trưng được công nhận là những kiệt tác nghệ thuật trên toàn thế giới.